Cuộc đời của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của những con người bình dị mà cao cả, biết nén đau thương mất mát, hy sinh tình nhà vì nghĩa lớn. Cụ Phó Bảng cha mất khi mới 2 tuổi, 4 tuổi lại mồ côi mẹ, về ở với ông ngoại năm 10 tuổi tiếp tục chịu tang ông. Còn cậu bé Nguyễn Sinh Cung cũng chịu cảnh mất mẹ khi mới 11 tuổi. Có lẽ trải qua những mất mát khôn cùng như vậy nên trong trái tim của cụ Phó Bảng và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành luôn sâu nặng tình cảm với gia đình, người thân, và lớn hơn là tình yêu nước hương dân cháy bỏng. Năm 1911, rời quê hương, mặc dù lao động hết sức vất vả ở nơi xứ người, Nguyễn Tất Thành vẫn luôn canh cánh về cha. Từ Pháp, anh gửi cho tòa khâm sứ Trung Kỳ. Cảnh nghèo đói ly tán của cha con tôi hơn 2 năm và tôi tìm được việc trên tàu Latusser Trevin. Tôi đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ mọn muốn gửi về cho cha tôi mà không thể gửi bằng giấy chuyển tiền thẳng được. Vì vậy tôi mạo muội nhờ quan lớn cấp giấy chuyển ngân cho cha tôi để ông có thêm mà sống. Tôi mong rằng lòng hảo tâm của ông sẽ chấp nhận lá đơn của một người con muốn làm tròn chữ hiếu. Từ năm 1911 đến năm 1915, Nguyễn Tất Thành đã 5 lần gửi tiền và thư cho cha mình. Nhưng cụ Phó Bảng chỉ nhận được lần đầu, còn các lần sau, khâm sứ Trung Kỳ đều không tìm được địa chỉ của cụ. Thời kỳ 1911 đến năm 1920, cụ Nguyễn Sinh Sắc đi nhiều nơi, có lúc sang Phnom Penh hội ngộ với nhiều nhà yêu nước như Lương Văn Can, Lương Ngọc Quyến, Lê Chánh Đáng, Lưu Quang Bật. Vừa hoạt động tuyên truyền tư tưởng yêu nước, cụ vừa ngóng tin con. Cho đến trước khi yên nghỉ trên mảnh đất cao lãnh của tỉnh Đồng Tháp vào tháng 11 năm 1929, cụ Sắc đã có thể yên lòng bởi thông qua những nhà hoạt động cách mạng trong nước, cụ biết được Nguyễn Ái Quốc chính là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, người con trai mà cụ đặt tất cả niềm tin và kỳ vọng. Tại phủ chủ tịch, cho đến những ngày người đi xa, chỉ duy có một vật bác luôn giữ bên mình, được cẩn trọng đặt trong tấm hộp khảm xà cừ trên kệ cao nhất trong phòng làm việc của người. Đó là tấm ảnh chụp khu mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Bức ảnh là món quà do bộ đội và nhân dân Đồng Tháp chụp gửi tặng bác năm 1954, khi phần mộ đã được nhân dân trùng tu xây dựng. Ông Vũ Kỳ, thư ký của bác, kể lại, thỉnh thoảng ban đêm, người lại lấy bức hình ra ngắm nhìn, có lúc mắt ứa lệ. Phát hiện ra cái bức ảnh về phần mộ của cụ Nguyễn Phó Bảng ở Đồng Tháp thì các đồng chí hết sức là xúc động. Tuổi già thì nước mắt lặn vào trong, bác nhớ đến cha mình, nhưng không bao giờ bác yêu cầu văn phòng phủ chủ tịch làm cho bác một cái bàn thờ cha. Vì bối cảnh dân tộc ta khi đấy, chúng ta đang chiến tranh, không ai có điều kiện và có quyền lo cho cá nhân mình, thì bác càng một gương mẫu điều đấy. Nhưng bác thờ cha ở trong cái hộp sơn mài, ở cái ngăn cao nhất. Bác từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Mong ước lớn nhất của bác được một lần vào thăm đồng bào miền Nam cũng không thành hiện thực. Sâu thẳm trong niềm thương nhớ vô bờ với đồng bào miền Nam, trái tim bác mãi không nguôi niềm thương nhớ người cha yêu kính. Hương xem toàn